Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Tam Nông vừa tổ chức trao 15 con bò giống sinh sản cho 15 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Quang Húc. Thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững với mô hình chăn nuôi bò sinh sản, mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận một con bò giống sinh sản với mức hỗ trợ theo quy định là 15 triệu đồng đối với hộ nghèo và 12 triệu đồng đối với hộ cận nghèo. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là gần 200 triệu đồng, bao gồm tiền mua bò giống và xây dựng chuồng trại. Cùng với đó, các gia đình sẽ được tập huấn quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, từ đó nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương.